Rồi để mình nhìn trên Beltool các bạn thấy không, nó active thành công rồi, coi như là nó không có allow thì mình cứ active vô trong thôi. Rồi cái này như máy mới 100% máy trắng nha. Các bạn tự tạo tài khoản mới hay là gì đó thì mình tải rồi mình xài như một cái máy bình thường các bạn ha. Alo, xin chào các bạn. Hôm nay mình nhận của khách cái máy iPhone, nó vô menu bình thường nè. Máy này thì iPhone 7 Plus. Trong này nó có tài khoản iCloud mà khách hàng họ nhờ ai tạo các bạn. Lâu quá không có sử dụng đến đó. Giờ hỏi mật khẩu thì họ cũng quên rồi. Mình không thoát ra được các bạn ha. Thì khi mà các bạn gặp những cái máy mà nó bị dính tài khoản iCloud á, nhưng mà các bạn để ý cho mình là cái danh sách tin cậy nó có nè. Rồi trong phần iCloud nó load được, nó tải được cái dung lượng nha. Đặc biệt là cái Game Center nè, các bạn tắt rồi bật lên mà nó không có hỏi cái mật khẩu của cái tài khoản iCloud của mình là mình xóa hẳn 100% được nha các bạn. Đó, cái này mình tắt bật bình thường nè, nó không có hỏi mật khẩu gì hết ha. Thì giờ mình ghim vô máy tính, mình mở tool đó, mình xóa iCloud đó nha các bạn. Hiện tại thì anh lúc tool nó để cập nhật cái phần mà lấy token đó các bạn, để up iCloud trong menu nè. Cách cũ là các bạn dùng Ecomshop á, các bạn read cái file token rồi các bạn up theo cái tool nó hướng dẫn ha. Bây giờ tool nó cập nhật mới nè các bạn, nó cho mình read cái file backup á trực tiếp trên cái tool luôn các bạn ha. Giờ mình chia sẻ với các bạn, các bạn nhớ là máy mình phải xóa nhiều nha, để cái thời gian backup á mình chỉ được 5 phút thôi. Các bạn nhớ cho mình nha, rồi đặt mật khẩu của cái file backup luôn. Thì cái này thì nói chung mình làm thủ công thôi các bạn, nhưng mà hầu như là nó 100% là được nha. Thì trước khi backup các bạn là tắt rồi bật lại cái Game Center giúp mình. Rồi tắt nè, giờ mình bật lên. Mình đợi cho nó bật thành công á. Rồi các bạn nhanh tay trở lại. Tắt cái wifi nha các bạn, tắt wifi bluetooth 4G 5G gì đó các bạn, ngắt kết nối giùm mình hết nha. Rồi giờ mình backup lại cái máy này dưới 5 phút thôi nha các bạn. Các bạn mà backup mà nó lâu quá là cái file token nó bị lỗi nha. Rồi giờ mình backup nè, các bạn đợi cho nó backup thành công rồi mình up iCloud thôi. Mời đẹp. Cái này khi này thì mình đợi thôi các bạn. Cái này mình chia sẻ video thì mình nói kỹ cái phần này để các bạn nhiều lúc làm nó ít bị lỗi ha. Cái máy này thì 128 nè, mình xóa khá là nhiều nè, còn trống rất là nhiều các bạn thấy không. Rồi mình đợi cho nó backup. Rồi mình read token, nhiều lúc mấy cái các bạn không chịu xóa bớt á, để backup cái thời gian nó dài quá là nó bị báo lỗi 401 hoặc là 403 ha. Vỗ tay. Rồi khi backup thành công rồi các bạn. Đó các bạn thấy không, mình backup có 1 phút mấy là xong rồi. Thì khi backup thành công á thì mình trở lại cái nút tool. Mình up thôi các bạn. Cái này những điều khoản các bạn cứ bấm Z đi. Rồi lúc này thì mình lấy cái file cái manifest gì từ cái thư mục backup của các bạn bỏ ở đâu á thì các bạn điều hướng tới. Mở cái file .blitz lên. Kéo xuống dưới nè, đó nó có file .blitz nè, các bạn bấm chọn. Rồi lúc này nó hỏi cái mật khẩu mà lúc mình đặt backup á thì các bạn nhập lại, bấm ok. Là khi này cái tool nó tự động nó giải mã cái file backup rồi nó tìm cái iCloud trong máy á thì nó up giúp mình các bạn ha. Lúc này thì nó mình thấy nó chạy khá là lâu, chắc cũng phải tầm 1 phút hơn, các bạn phải đợi cho nó chạy nha. Lúc mà nó đậu giải mã cái file backup á, trong này có những cái iCloud lúc trước mà tài khoản iCloud á hay là ID Apple á, các bạn nhập vô tải game ứng dụng gì đó nó sẽ hiện ra hết nha các bạn. Đó các bạn thấy không, nó đang tìm nè. Thì những cái file token mà hết hạn hay là tài khoản mà đổi mật khẩu gì đó nó báo lỗi nè các bạn thấy không, 401, 403, nhưng mà quan trọng là cái iCloud trong máy của mình nè. Đó nó tìm nó up được nha các bạn. Oh my God. Các bạn thấy không, ngon lành. Vậy là mình làm nói chung là tầm 3 đến 4 phút thôi. Các bạn thấy không, những cái này là tài khoản cũ khách hàng nhập vô, chắc tải những cái app đóng tiền điện tiền nước gì đó ha. Thì
người ta không biết, cần cái nào tải đó ra tiệm thì cứ nhập tải đại một hai cái ứng dụng thôi. Quan trọng cái ai lao trong máy á, thì mình xóa được nha các bạn. Thì giờ mình tiến hành, mình bước này khá là quan trọng ha, các bạn kiểm tra on off lại cái iLive của mình trước khi mình xóa trắng cái máy nha. Các bạn để ý giúp mình, lúc này thì mình không kết nối internet nha các bạn. Các bạn kiểm tra thì một số trang web free thì có thể nó không chính xác tuyệt đối ha. Mình kiểm tra nhiều trang web nha các bạn. Các bạn không rành thì nhắn tin số email cho mình kiểm tra hộ các bạn ha. Chứ các bạn kiểm tra không chính xác á, mà lúc mà mình xóa nó đang thực sự nó chưa có xóa hẳn iCloud là nó dính trưởng nha các bạn. Cái này các bạn để ý ha. Làm này thì nói chung là mình kiểm tra kỹ kỹ, nhiều lúc xui xui làm mấy cái máy dòng cao á các bạn, nó bị dính xương là chuyện bình thường các bạn ha. Đào tiền. Rồi sau khi mà mình kiểm tra nó ốp hẳn 100% á, thì các bạn xóa máy rồi các bạn active vô thôi. Khi xóa xong thì nó báo này là nó dính dạng như cái hiển thị cũ á, kệ nó không có sao ha. Rồi mình tiến hành mình active trực tiếp trên Powertool cho nó nhanh các bạn. Rồi để mình nhìn trên Powertool các bạn thấy không, nó active thành công rồi, coi như là nó không có ai lao thì mình cứ active vô trong thôi. Rồi cái này như máy mới 100% máy trắng nha các bạn. Tự tạo tài khoản mới hay là gì đó thì mình tải rồi mình xài như một cái máy bình thường các bạn ha. Rồi các bạn xem video cảm thấy hay kết thì like, đăng ký kênh, chia sẻ giúp mình. Xin chào, cảm ơn các bạn.